Ok, xin chào mừng quý bạn và các vị đã đến với channel của mình. Mình là Vũ. Và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của Pokemon and Zombie. Ok, tập trước mình đã chơi đến level 16 rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi tiếp để xem nó sẽ ra cái gì nữa nha. Mình sẽ thu phục thêm được những chú Pokemon nào nữa. Ok, vẫn là Vũ Lít Hau. Ok, và tập này có cả thằng nhảy nữa này. Mình hy vọng là mình sẽ qua được. Tại sao mình không chơi phần 1, mình lại chơi phần 2 ta? Mình cũng không hiểu mình luôn. Mới vào là mình đã có được một cái Pokeball, Hellball rồi, tuyệt vời. Mình nghĩ là mình nên lấy mấy cái Hellball luôn á. Như bạn nói là cái này chơi khó lắm. Về nước, bạn về nước là cần phải mấy tháng. Mình cũng cảm thấy bắt đầu cảm thấy e ngại, các bạn hiểu không? E ngại lắm. Ok. Mình nghĩ là mấy con Easy này mình nên thay thế bằng con chuột thôi. Chuột nổ phát chết đúng không ta? Nó chưa có loài lên kìa, nó chưa có loài lên. Nó ăn mất rồi, vãi nồi. Mình cứ tưởng nó loài lên anh ngờ nó ăn mất rồi. Ok, một con Pikachu à. Một bé Pikachu à nhầm. Ai này gọi là con. Ok, mình sẽ cho một cây bông ở đây. Trời ơi, khổ tôi quá. Một tay, một cái đầu rồi, hết ăn rồi, hết ăn rồi. Nghĩa cái bì này tí để sau đi. Đó. Tí có dân chơi nào xuất hiện thì dùng thôi. Trời, nó ăn của tôi. Đây, ví dụ bé mìn này để đây đi nè. Tí nó xuất hiện thì bắn nó sấp mà lờ nó luôn. Ok, khá là ok hả? Cái công việc đầu tiên của mình là cứ đi kiếm hoa đã. Mình cần rất là nhiều hoa. Hoa với chả huyết. Rồi lên rồi đấy, đẹp trai chưa? Pokemon này giống là Pokemon cấp 1 của Pikachu phải. Con Pokemon này như cũng là Pokemon hệ điện này. Có cả Pokemon bướm ở trên đầu nè. Pokemon bướm là Pokemon tiến hóa từ cái con sâu thôi. Đấy, mà nó nổ phát trên luôn kìa chưa? Mấy con này có thể chơi cái dạng này mới chịu được. Tay. Hiện tại mình đã có rất là nhiều tiền. Các bạn để thấy mình là đại gia. Đại gia Vũ Lít. Nổi lên đi em. Đúng rồi, nổi lên là được rồi. Ok, nổi lên là ok, bạn thấy không? Đúng. Yes. Ô, có thằng nhảy giáo. Có thằng cầm giá. Có thằng nhảy dù. Mày nè, nhảy dù nè. Mày nhảy dù nè. Chạy nhanh thế. Ui, chạy nhanh quá các bạn ơi. Ui, chạy nhanh vồn nhưng mà vẫn chết. Ha 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 ha. Thằng cùi. Hai cái dưới vẫn chưa bị tấn công, cho nên mình cũng chưa phải sử dụng lắm mấy cái kia. Này, úi nó nhảy qua kìa, oáng kìa. Oáng này, chết này, oáng đến chết luôn, ghê chưa? Mấy con như này cứ dùng cái này là easy nhất. Không biết mình qua là có mấy cái màn nữa không, càng ngày nó càng khó sao đấy các bạn ơi. Mình thấy càng khó. Cái này nữa. Mình nghĩ là được thôi. Đùng, cũng chết à. Nghĩ là mình nên xây thêm mấy cái này nữa để cho nó vượt qua. Ô, cái con này nhiều khi nó đổi khuôn mặt đấy. Chỉ là có con nào tới thêm nó đổi khuôn mặt nó sao sợ ấy. Đây nữa. Đây là dàn Pokemon hùng hậu của tôi. Kính thưa quý vị và các bạn. Mình biết là xây thêm ra. Thì ra mình có rất là nhiều tiền. Mình không biết sử dụng cái này như nào vào công việc gì. Ôi đợt cuối à. Mình nghĩ là nên xây thêm mấy cái này nữa. Không sao, mình có đủ để mua cái này mà. Không sao. Khá là ổn. Ví dụ bây giờ mình mua cái này, mình đặt đây nè. Đó. Đợi tí nhá, đặt. Đố. Đùng, chết một đống luôn. Ha. Quá là easy hả bạn. Đấy, xong qua màn, mặc dù đây chỉ là một bàn cùi cùi thôi nhưng mà nó đã mất rất là nhiều IQ rồi, không biết là mấy bàn sau nó như thế nào. Ô, đồ con cấp 2 của con Squibitu này. Sao nó không cho con Blastoise chè. Ôi ngon, được cái con bắn băng hệ nước, con này hệ nước. Ok, tiếp tục là các cậu. Ê, vẫn như bình thường là hoa mặt trời thôi. Easy như một trận đua.
Thôi mình chưa biết cái công dụng của cái kia, mình cứ nghĩ là nó sẽ lồi lên luôn. Nói chung mình có xem qua rồi, có chơi qua rồi, nhưng mà mình cũng kiểu gà mờ lắm, nên mình không rõ lắm. Thì ra để một lúc lâu nó mới hội, nó mới nhòi lên, mà sao cái giá nó rẻ thế. Thì mình sẽ để đây một cái. À, cầm mình à. Cầm mình hộ tao cái nào. Nổ cái trên một con đấy các bạn ạ. Công nhận là mìn này cũng ghê thật. Ok, một cái. Nhạc hay nhỉ? Nhạc giống nhạc Nga vậy. Các bạn nghe giống nhạc Nga không? Sao mình nghe thấy nhạc giống nhạc Nga quá ta? Đó, vàng là easy như một trò đùa đấy không? Đấy, đập này đây rồi. Có mà chạy đằng rời mà bắn được. Đặt cái cù đây đi. Thêm hòa. Đó, làm sao mà vượt qua được. Ăn mãi chưa mất cái tai luôn nè. Khổ chưa. Đấy. Không có gì phải vội, Hà Nội là không vội được đâu. Hòa nữa. Đi cái chú nữa. Đi cái chú nữa ở đây. Đây đi. Sao ra chậm quá ta? Hồi trước nó ra nhanh lắm mà sao bây giờ? Đấy, mình cứ phải chơi hai tầng hoa các bạn ạ. Hồi trước chơi một tầng hoa, bây giờ cứ hai tầng hoa mà lệ. Đấy. Thôi đấy có mìn rồi, không lo lắm. Pokemon rùa băng. Ok, mình cứ phải lấy con, đợi tí lấy con Pokemon rùa băng mới được. 175 lận, ghê thế. Thế tôi bắt đầu lập thành lũy ở đây. Đây. Rồi, qua là chết luôn, nhảy. Ngon. Điểm xin, đâu rồi? Chỗ này đi. Mình nghĩ là mình chỉ cần sử dụng một đống này thôi. Rùa băng. Bắn slow lại các bạn ơi, con này chạy nhanh lắm, bắn slow lại. Hiện tại là mấy màn đầu nó dễ thôi, cho nên các bạn cứ cho mình chơi theo ý của mình đi. Rồi khi nào mấy màn sau nó khó hơn ấy, thì mình sẽ hỏi ý kiến của các bạn sau. Ok không các bạn? Yeah, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã nghe lời mình. Thực sự là có ai nghe lời đâu, chỉ qua mình tự nghĩ ra là các bạn nghe lời thôi. Bởi vì chúng ta không tương tác được trực tiếp với nhau các bạn hiểu không? Mình cũng rất là muốn tương tác trực tiếp với tất cả các bạn đó hả? Tuy nhiên là không đủ điều kiện. Rồi chuẩn bị đến một cái đợt lớn đầu tiên đấy. Mình nghĩ là hàng nào bây giờ, hàng nào cũng cần phải có một cái con to. Ok, vào đây, ngon. Thêm một con băng nữa nhỉ, băng ở đây nữa. Mỗi hàng là cần hai con Pikachu và một con băng. Nhưng mà dù cái xẻng này mình đào cái này ra được không ta? 25, 50. Một con băng ở đây. Có một cái mìn rồi. Không sao. Ủa, cái đàn của mình nó mạnh quá. Mình cũng đâu ngờ nó mạnh như vậy đâu. Ủa, nó cần cả hai con luôn. Trời ơi, cái đàn của tôi bắn như tàu máy điện. Đấy, đầu tiên là mình không có kinh nghiệm chơi nhiều, nên mình chỉ được như thế thôi, anh em thông cảm mình nha. Nổ đi, kệ. Nổ cái này đi. Ok, để mình thay con băng vào. Sau đó mình lập một dàn hào trắng ở trên đây nữa, thế là xong. Bắn quá là easy luôn nè. Đây một con bột Pikachu nữa. Con Pikachu nó tới. Ui, nó băng con luôn đây nè. Băng này cũng rụng đầu á. Một dàn phòng thủ ở đây, một ở đây là dàn Pikachu, nó chỉ cần một con băng thôi các bạn. Một con băng là đủ slow rồi, nhưng không cần thấy hai con băng đâu. Đó. Có gì thì dùng cái này luôn, không sao. Này luôn thôi, dùng thì phí. Không dùng thì cũng chả biết dùng vào vấn đề gì. Tuy nhiên dùng thì lại phí. Nghe khổ nhỉ, khổ tâm á. Toàn, ô nó dễ quá kìa. Ăn đi, ăn hãy ăn Pikachu của tao đi. Ôi, ăn Pikachu của tôi. Này, ăn Pikachu của tao này. Dàn tàu máy điện của tôi đang hoạt động hết công suất. Sẽ để tạm ở đây bởi vì chưa có cái con gấu ở mặt trăng này. Sơ, dàn của anh ấy cứ phải gọi là...
sân chơi không sợ mưa rơi. Nhiều bạn nói là để cái này lên trước à, có gì nó ăn cái này trước, bởi cái này nó hồi rất là nhanh. Mình nghĩ cũng không cần đâu, bởi vì mấy cái màn đầu thì easy hả? Đó, easy như một trò đùa. Mấy màn sau nó cần phải tính toán, mấy màn đầu thì easy hả? Cái màn này cho một cái quả thôi là chúng nó chết hết. Yên tâm đi, nghe lời mình đi. Bạn nhìn này, đợt lớn này, lớn thì chịu được mấy quả mìn, hai quả không? Một quả trước này, đùm. Ôi mà nó hồi hơi lâu các bạn ạ. Nhưng mình nghĩ không, nó không làm gì đâu. Cũng lắm rồi, ô xong rồi, easy rồi. Chúng nó không thể là thắng nữa rồi. Chúng nó muốn thắng thì chúng nó phải đi qua mấy quả cầu này, mấy cái xe này. Nhưng mình nghĩ chúng nó không đi qua đâu. Chúng nó còn cùi lắm, non và xanh lắm. Non và xanh, còn non và xanh lắm. Bây giờ hiện tại thậm chí là mình đào hai cái này ra, mình xây thêm hai con Pikachu nữa. Ồ, hoa ăn thịt là sao? What the fuck, hoa ăn thịt nè. Tất nhiên là ăn thịt zombie rồi. What the fuck? Con này là Pokemon á, Pokemon hoa ăn thịt á. The fuck, mình nhìn chả giống cái gì. Chọn bạn đồng hóa. Ồ, bây giờ nó còn cho chọn bạn đồng hóa nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, này thôi. What? What? Vãi cả nồi, what ạ? Tạch tạch tạch. Hay phết đấy. Mình bắt đầu cảm thấy ghiền game này rồi đấy. Mấy game cùi cùi này, đồ họa cùi cùi này chơi lại hay hơn mấy game mà đồ họa cao siêu nhỉ. Mình tự cảm nhận cái điều đấy. Khổ quá. Zombie ra, zombie ra. Đây đúng không, cầm mình đúng không. Thằng này đúng không, ok. Tao chờ mày luôn đấy. Nhanh 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 nhanh. Hoa hướng dương. Nhanh, ok. Đó. Easy hả các bạn? Càng ngày nó càng easy đối với mình. Ấy 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 ấy. À, một Pikachu chơi nữa. Sao Pikachu được không phóng điện nhỉ? Nếu nó phóng điện thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cái này là mod, bản mod chưa hoàn chỉnh hay sao á? Mình nghĩ là nếu mà nó hoàn chỉnh cái Pikachu nó full điện thì không? Mấy cái này mới quả cầu Pokemon, mới quả cầu Pokemon thì nó sẽ đẹp hơn. Cái này mod thì kiểu mod nhưng mà nó thiếu mod này, mod không có tâm nhở. Con này vô tâm, vô tâm, cứ vô tâm các mod ơi. Ở đây một cái rào chắn ở đây, ok. Ăn mỏi mồm các bạn, ăn mỏi mồm. Cái hoa ăn thịt đấy công dụng nó là gì ta? Chỉ mình phải lấy ra thử mới được. Bắn chúng nó. Chăm, ok. Ăn mãi xong cái con này ghê chưa? Ui, cái đầu nó có gì này? Nó có. Ok, phải đặt cái này lên thôi. Em biết có nổ chết con này được không? Nhìn thấy nó khá là mạnh. Bắn tôi con ạ. Nối đi. Nối đi, tao xin mày nối lên đi. Nối lên. Anh lên không thua bây giờ, nối lên. Ôi đừng đừng. Đúng rồi, đúng, ngon. Mày quá vừa lúc nổi lên. Không là sắp mặt lờ rồi. Bắn mãi không sao. Bắn mãi không xi nhê các bạn. Xi nhê, xi nhê, xi nhê. Xi nhê, xi nhê. Nghĩa là mình nên lập thêm hàng rào phòng thủ á. Lập nhầm chỗ rồi. Ôi, chúng nó bắt đầu ăn rồi đấy các bạn ơi. Chúng nó bắt đầu ăn rồi đấy các bạn ơi. Các bạn nè. Chúng nó bắt đầu ăn rồi. Bây giờ hàng thứ 3. Xăng. Ôi, cái này sao chỉ có một đợt thế nhỉ? Mình tưởng nó có hai đợt chứ. Một đợt thì quá là easy luôn. Hai đợt mới khó. Một đợt thì dễ. Tăng 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 tăng. Đây đợt lớn nè. Đợt lớn thì mình lại có cái này bom cherry thôi, yên tâm. Bạn mất lỗi cũ rồi. Mấy cầm cờ đi trước là mấy thằng chết ngu. Mình nói thật luôn. Mình đã xem rất là nhiều chuyện cổ tích và mình thấy bọn ngu là bọn ảo tưởng. Đúng, chết. Ok, thế là xong. Pikachu.
Pikachu gì đây? Pikachu 200 tiền. What the fuck? Khi nổi giận thì sức mạnh sẽ tăng gấp đôi. À, Pikachu nổi giận à? Nó sao nó không ra Pikachu kia ta? Sao nó không ra Pikachu phóng điện ta? Ờ, mình nghĩ là mình nên dùng cái này nè. Cái này, ok. Quất, tạm thời không dùng cái bom kia làm gì, bởi bom kia cũng easy rồi đó. Mình thấy mấy cái màn này cũng khá là bình thường, nên là chả cần dùng cái bom kia làm gì. Nếu bạn nào suy nghĩ dùng cái bom kia là đúng thì mình sẽ chứng minh các bạn sai ở thời điểm này. Đấy. Nhìn đây nhá, cho các bạn chứng minh cho bạn một điều đó chứ là dùng bom đầu tiên không phải là cái lợi. Ok. I'm coming. Ok bạn. Đến đây bạn. Cảm ơn bạn. Chào đón bạn luôn. Chỉ thấy có mìn này lợi thật đấy. Theo các bạn là cái mìn này có lợi không? Theo mình là quá lợi luôn. Lôi một con Pikachu ra rồi. Đùng, khổ ghê. Khổ ghê bạn nè, sao mà chết thế bạn nè. Để dành Pikachu 200k luôn. Giờ chơi Pikachu 200k, không chơi Pikachu 100k nữa. Pikachu 100k, rồi chơi đi, đùa đấy, phải chơi chứ. Không chơi sao mà thoát. Lại tiếp tục. Một dàn hoa xinh. Rồi, Pikachu 100k cứ để đấy, từ từ. Tí có tiền mua hẳn con 200k đấy. 200k đến đây. Pikachu này có tí điện ở trên đầu các bạn ạ. Bắn phát hai nháy. Yeah. Vậy là con này bắn bằng hai con. Được đấy chứ nhỉ. Bây giờ để dành mua 200k thôi. Mua 100k mệt lắm. Đó. Mua 100k tí nữa nó mất công phải đào ra đó, đúng không? Có xẻng có thể đào được mấy cái này đúng không? Đó. Các biết tại sao mình để đây không? Để nó nhảy qua đấy, nó đi chậm lắm. Đó. Xong mua thêm hai con 200k để đây đó. Bắn tan người. Tạch tạch. Con này thì không cần dùng. Con này hai có 4 viên bắn đầy chỉ có nhanh chết thôi. Con này cần để này đây cho nó nhảy qua. Ai hi hi. Đồ ngốc. Ngốc thật các bạn ơi, nó ngốc thật rồi. 200k đấy nữa. Rồi dán Pokemon xịn của tôi. Bắn 3 cái vào người chả đau. Lại nhảy qua tiếp à? Ui lần này có 2 đợt pick way nè. Đấy lần này mới mệt thế nào. Đường trên này tội quá. Đường trên chỉ có 1 thôi nhá. Là mình mua thêm một con 200k nữa. Dán Pokemon của tôi phải hùng hậu quá trời. Đây một cái nữa. Một đợt pick way đầu nè. Hy vọng là vượt qua đợt đầu nó khó đợt 2. Đợt đầu đồ mình chưa có, đợt 2 dễ hơn. Mình nghĩ đợt 2 dễ hơn bởi vì đợt đầu đồ mình chưa có cho nên hơi bị khó. Đợt sau đồ mình có rồi. Nhưng mình nghĩ đợt đầu nó không có đông đợt 2 đâu đúng không? Ôi nó ăn của tôi. Rồi đúng. Rồi qua đợt đầu rồi, qua đợt đầu là coi như qua đợt 2 mình hứa các bạn luôn. Mình vẫn cần vài con đóng băng. Được một vài Pokemon băng nữa các bạn à. Ê, Pokemon ui. Một con đóng băng ở đây nữa. Ok. Mỗi hàng cần một con đóng băng nữa. Hàng này cần một con 200k nữa. Hàng này cũng thế. Giờ bình tĩnh, không cần phải vội. Con đóng băng ở đây nữa. Quá là nhanh gọn, easy hiểu. Ô cái này mất một tay. Nhìn cái mắt nó lâu lâu nó thấy còn ngoài kia mặt nó nhìn thốn đấy. Đó bắn như tàu máy điện rồi các bạn nè. Định nghĩa của tàu máy điện. Phát được không bạn. Rồi sắp tới cái big wave thứ hai đấy. Mình cần phải có hai thêm hai cái con băng nữa.
này đây. Okay. Ôi chết nhầm, để nhầm rồi. Không sao, không sao. Mình sẽ đào này ra để mình cho một con băng vào. Càng chơi càng phải tính toán các bạn ạ. Ghê vãi. Ôi lực ăn gần xong cái con này của tôi rồi. Cố vãi thằng bé âm thầm đi vào ngõ đây. Đấy bạn đấy nữa. Dàn quá chất luôn. Sao ta big way rồi đấy các cậu ạ. Để dành tiền, ô quên không mua mìn rồi. Nó chết. Quên không mua mìn rồi đấy. Ok, xài tạm mìn này vậy. Chú gấu ở đây nữa. Chú gấu, ủa. Ở đây, chú gấu ở đây. Chuẩn tra. Đây, một chú 200 ở đây nữa. Ok, ok. Đợt cuối này anh em ơi. Đợt cuối nè, không có mìn nè. Rồi bắn phê chưa, không có mìn thì bắn gì ấy, có sao đâu. Không có mìn thì bắn chay các bạn ơi. Đây, thằng này đông nhất. Ok, ngon. Ngon, ok. Sao mình vẫn chưa thấy boss này, nhiều bạn nói là cái trò này có boss mà mình vẫn chưa thấy boss đâu. Từ mình đào này ra. Thay con 175k vào, ok, được cái gì đấy, mảnh giấy, what the fuck. Hello. Chúng tôi cười và chúng ta tấn công. Tất cả chúng tôi sẽ tấn công ngôi nhà của mày. Kính gửi mày, chúng ta là zombie. Ui. What the fuck? Cái gì á? À, mình được chơi trò chơi. Yeah. Giết chuối. Giết chuối. Có mìn này là easy hả? Oh. Cái mình được sử dụng cũng cả Pokemon rồi trời. Mình cố gắng các bạn ạ. Cái để lăn ra. À để à. Ôi chết nhầm rồi, để nhầm rồi. Sao được qua cái màn này, ô hoa ăn thịt. Để mình thử xem hoa ăn thịt nó là cái gì nào. Đấy có ăn được không ta? May chưa con hoan thì phải tiêu hóa nữa hay sao đấy các bạn ơi. Hai đợt big way. Ô con này là Pikachu 1 rồi. Thêm một con Pikachu 1 nữa đây. Phải tiêu hóa lâu vãi. Băng nữa đây. Để công nhận đấy các bạn là con này là tiêu hóa lâu vãi luôn. Ba của mình rồi thôi, xài nữa một quả đi. Ngon. Pikachu 2 nữa đây nè. Cho hàng nào bây giờ ta? Hàng nào cũng mạnh ở đây, hàng này đi. Pikachu đây luôn. Mình nghĩ là mấy con này nên để hết 5 dãy luôn. Đấy. Các bạn thấy chuẩn chưa? Ok chưa? Easy. Đây nữa. Pikachu 1 nè. Ở đây nè. Bắt đầu chiến rồi đấy các cậu ạ. Băng. Ở đây đi, bắn cái con đồng đầu này, con này mạnh quá. Cái thứ 1 con nhảy qua này. Nhảy qua dính ngay cả mìn, khổ vãi. Nè, nhảy qua dính ngay cả mìn này, tội nghiệp. Đông. Khổ vãi, con này nhảy qua bị ăn thịt. Đông. Hay chưa. Thì cái chú. Ô mìn này chưa xong, nhưng mà không ra qua ăn thịt rồi. Ăn thịt nó, yeah. Bây giờ thì nó ra nhiều cái con này này. Toàn Pikachu 1 thế này. Sao nó không cho Raichu ta? Sao không cho Raichu nhỉ? Cho cái hàng này ra đây cho dài. Đó các cậu yên tâm đi, rất là nhiều đấy. Bảo kê. Đội bảo kê và siêu mạnh. Đi chỗ 2 đây. Đây bây giờ đợt 1 đấy các bạn nè. Tôi nhảy qua đây còn một đàn nữa đây. Tôi đâu có biết trước là số vật nó sẽ đưa đẩy vậy đâu. Đấy bạn thấy không? Đấy còn một đợt, còn đợt nữa. Tội vãi. Cái thứ 2 ở đây nữa. Bắn lắc luôn đấy. Vãi cả nồi. Game cùi và bắn lắc cả máy luôn. Bắn nó cho anh. Ôi nó sắp ăn được cái một con này đây. Trời ơi nó ăn một con gấu mặt trăng của tôi rồi. Sẽ ăn một con gấu mặt trăng này của tôi mất hai tay rồi. Ôi không. Nó ăn hai tay gấu mặt trăng của tôi rồi. Tôi chết khói hết lên Pikachu ở đây để bắn phòng thủ. Ăn mất một con gấu mặt trăng rồi. Cho lại con mới. Các bạn thấy dàn Pokemon của mình chất chơi con rơi chưa? Chất
chơi chưa? Cái này thì ai mà vào được? Ai vào cho nổi? Ui cái tràn này. Ui sao nó nhiều này? Ui càng ngày càng nhiều các bạn ơi. Ghê vãi. Đấy đặt ở đấy. Vào đằng này chết đằng nữa. Mình miếc các thứ đầy ra. Mình nghĩ mình sẽ đào con hoan thịt rồi các bạn ơi. Nó yếu quá. Tìm cái chu ở đây. Một cái mặt trăng ở đây nữa. Nó có hoan thịt yếu quá các bạn ơi. Mình nè, mình quên mất mình. Quên mất mình không dài. Ok, bớt lắc liền. Phách cằn thôi. Đào này đi. Cho Pikachu 2 vào. Động phộng. Đào này đi, thay con mới. Con nào đang ngậm thì đào đi, thay con mới luôn. Mình giàu mà. Mình nè, mình nè. Mình nè. Xong. Ô, bây giờ vẫn được Big Way các bạn này. Cho mấy cái này ra đây để làm môi nhớ. Môi nhớ nè. Môi nhớ nè. Đây. Băng giá nó. Ăn mỏi mồm. Ăn đi. Này thì ăn đi. Này thì ăn đi xong. Đi đi như một trò đùa rồi đấy. Cái gì đấy? Ô con Pokemon đất. Con này không tốn tiền nữa. Nhiệm vụ con này là gì? Boom doom là gì? Bắn những cái thằng ở gần. What the fuck bắn những thằng ở gần. What the fuck bắn những thằng gần. Buổi tối vũ lít. Ok mình sẽ dừng tập này đây thôi. Cũng có cả mấy thằng đọc báo mà đọc báo thì tối what the fuck. Mày mình nụ ok. Để dừng tập này đây nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên ấn like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Nó share các động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những tập sau của Pokemon and Zombie. Bye bye.